Nhưng trước những thay đổi và nhu cầu của thị trường, một số đơn vị nghiên cứu và sản xuất nguyên liệu dược đã thử thách mình với những lĩnh vực mới. Trong đó có việc nghiên cứu, phát triển vaccine phòng COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại đã có một đơn vị tư nhân bước vào nghiên cứu sản xuất vaccine và đang trong quá trình thử nghiệm sản xuất. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen là đơn vị nghiên cứu và sản xuất nguyên liệu dược và thuốc tiêm đặc trị từ công nghệ DNA, tái tổ hợp protein, đồng thời cung cấp các dược phẩm điều trị viêm gan siêu vi B, C, thiếu máu do suy thận cho thị trường Việt Nam và các nước châu Á, Trung Mỹ. Hiện tại, đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 là Nanocovax. Để thực hiện đề án nghiên cứu này, công ty Nanogen đã đầu tư 120 tỷ đồng, trong đó có 75 tỷ đồng phục vụ cho các công đoạn lâm sàng, còn lại dùng nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị, vật tư. Theo nguyên tắc thì giai đoạn 1 là đánh giá tính an toàn, giai đoạn 2 là sinh miễn dịch, giai đoạn 3 là hiệu quả của vaccine. Thì hiện nay bên Nanogen đã có kết quả của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 rồi. Thì theo kết quả thì 100% người được tiêm vaccine Nanocovax có đáp ứng miễn dịch, có nghĩa là có khả năng sinh miễn dịch. Chúng tôi có kiểm tra về hàm lượng kháng thể cũng như là cái khả năng trung hòa virus, cũng như là cái khả năng trung hòa trên virus sống, thì chúng tôi cũng có tiến hành kiểm tra đánh giá cái khả năng trung hòa trên virus sống của trên chủng nguyên thủy là chủng Vũ Hán, cũng như là một vài các cái chủng đột biến, thì cái tín hiệu rất là khả quan. Thì tiếp tục giai đoạn 3 thì chúng tôi cũng tiến hành làm đánh giá cái tính sinh miễn dịch cũng như là đánh giá cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine này. Có thể thấy nếu vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất được nghiên cứu thành công sẽ là một bước đột phá để chuyển hóa các thành tựu khoa học trong lĩnh vực vaccine thành hàng hóa có giá trị thương mại cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và xuất khẩu. Tuy nhiên, đứng trước những cơ hội thì thách thức đặt ra cho các đơn vị sản xuất vaccine là phải vượt qua những chương trình tiền thẩm định của WHO đối với từng sản phẩm mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vaccine. Song song đó là việc khẳng định chất lượng để tạo độ tin cậy cho người dùng có thể an tâm lựa chọn.